Người đông hơn con Nguyên. Cái thằng này đi kiểu gì á? Hoài hoài. Thôi. Nó này. Đi lại có thịt trần không con đâu. Ăn nhanh không bụi con ơi. Đi đâu hành? Em kiểu đi. Xem cái gì trong. Đây là lễ hội các dân tộc ấy. Đông quá đi mất. Thị trấn mình đâu ta? Đi qua sông Cô Hạnh ở chỗ nào? Đi cùng với Cô Hạnh kia. Ban đầu tổ chức chúng tôi trên thông báo là cháu là tên là Lâm Tâm Như, thôn 6 xe Ban, lên sân khấu có người nhà cần tìm. Lâm Tâm Như kia. Đang rồi, tìm cái này nhanh này nha. Tay nắm lại nữa nè. Có bạn ơi, vô đây nhiều lắm. Cháu Lâm Tâm Như đá treo mát bay mỏ gãy có hả mời phải ấy này nha. Mình đi sang bên này coi mấy cái ấy đi. Chị Hạnh ơi đi qua phía bên này coi đi. Giờ con muốn chơi. Chơi cái gì? Đi. Ờ, anh đang ở bé ngoài này. Chạy hè này. Đi lại chạy hè coi. Đây thì chẳng nghe cái nút này. Xa này.
Ở Cư Bà Rông, xã Cư Bà Rông anh. Eso này. Trò chơi ném con này. Họ đang ném con này. Đi tiếp luôn, đi. Xuân Phú này. Eda này. Em Lý này. Tổng người này. Cứ đi này. Chạy xã EU này. Chắc. Chưa anh ơi. Cứ Giang này. Bây giờ xin mời tiết mục văn nghệ đầu tiên. Phát xi mừng Đảng mừng xuân. Thôn 6A xã Cư Bà Rông. Em ban này. Hỏi hát then thôn 10 chuẩn bị nhé. Qua phía bên này chuẩn bị trước đi. Đề nghị các chị là nhường sân khấu lại cho các nghệ nhân nha. Micro. Đưa đây mẹ cầm cho. Con đừng đi lang thang, đưa mẹ ra tay nào ấy nè. Đi vòng dưới đây. Đi vòng dưới đây. Coi á. Đi vòng dưới đây đi. Mẹ to lên được không? Thấy trò chơi ném con này. Alo. À, anh Đoàn Văn Hoàng về chạy nhà có phút có người cần gặp nhá. Hay là anh Đoàn Văn Hoàng về chạy nhà có sức người gì gặp. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo là cái ghế nhường của ban tổ chức là dành cho ngồi. Tôi thấy bà con cô bác chúng ta đứng lên là thế này, cái ghế dành để ngồi nhé, ngồi xuống rồi là ta các con văn nghệ. Chứ bây giờ ta đứng lên trên ghế rồi thậm chí còn đùa tay đùa báo con như vậy hết ghế luôn. Đây là con của các bạn đến đây đứng trong một cái hội trợ lễ hội đơn vị thôn 6A là hát giao lưu hát si hát dân tộc và xin gửi chào toàn thể anh chị em đến hội hội trợ để tham dự. Cô đi, nó phải đứng ngoài mà sao cô được? Bài một số. Buồn nghe quá. Ở trong xã Cư Bà Rông anh ơi. Ai mặc giáp quần áo đi. Mới được có 30 phút thì 20 phút 20 phút. Đây mà nó ham muốn, ta cũng không cái gì nuôi nhé.
chết vậy. Ờ mà lại nó làm nhẹ nhẹ. Cái này là hai đùi à, hay là sao? Nếu như thế thì khi nào chắc không trúng rồi. Không bao giờ vô được đâu. Không phải, tại vì cái con của nó nhẹ quá hay sao ấy. Đi cô ơi. Gió nữa. Đi xuống hồi chỗ hàng ăn nhá. Đi xuống hàng ăn nhá. Rồi còn xong bây giờ đi xuống hàng ăn nhá. Ông thì mẹ ra con chơi nhá. Mẹ thì con chơi nhá. Chơi gì? Con chơi cái phi bắn bóng à. Con chơi. Động tác này lắm, bận tay giờ quá, 16 lần vẫy tay. Mà đến 16 lần vẫy tay đấy. Tìm xem chết rồi chơi à? Chạy chấp hình mềm bóng cái nào, nhưng làm chấp hình mềm bóng. Trang ơi, Hạ mớ biết đâu. Ôi dạ vui lắm ấy. Cô ơi, đi lang thang nào các con. Ném thử cái đó có được cái gì không? Hả? Để cho anh ném thử coi nè. Để nó ném qua nữa. Đi ra xem nào, ném coi được cái gì không? Đi ra ném còn. Đi cu. Đi con đi ra kia coi chúng mình ném còn con. Đi con, em ơi, em. Mẹ luôn. Dạ coi chúng mình ném còn. Chỉnh này. Hả? Chỉnh này, câu chỉnh này. Làm gì? Câu chỉnh đang coi. À đang coi. Chắc đây con thôn người là của tôi. Đi coi. Đi cùng. Đi cùng. Đi. Đi kiếm. Đi kiếm. Ok đây. Đây rồi, đây rồi. Đâu? Thấy ai không? Ơ. Hả? Nhiên Hằng á hả? Nhiên hợp xã em nhá, Nhiên hợp.
đá này, cốc này. Ô chào anh, lâu ngày nhờ. Dạ, lạc đường, lạc đường. Anh đi với ai? Ba từ rồi cháu sợ cứ bà rông các bạn. Đây là đá này, không có bụng. Mua được gì nha anh? Diễn à? Đây đây, Diễn đây này. Dạ mũ ạ. Gì đây này? Em kìa. Đây là tinh dầu xả này, rất thơm treo xe và rất tiện dụng này. Cái gì hùng chỉ đó sao? Suga ơi, đi chơi với bác không? Đi chơi với bác không? Ba nó đâu? Bán được cái nào chưa? 5 ngàn chị ơi. 5 ngàn à? Đi đâu ấy? Đánh rỗi vậy? Đi đâu á? Bác chia bác trà đâu? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.